thầm của Nguyễn Ngọc Thành. Càng nhiều lần tôi được Long Khmer và Khai Bảo ghé thăm tôi tại trường đại học ở Thủ Đức, thì càng ít lần tôi ghé thăm được thằng Hậu Bảo tại Cáp Dầu Bình Minh, Vĩnh Long. Sau ngày 30 tháng 4, trong nhóm Bùi Gia Trang băng Cần Thơ lên Bảo Lộc học, tôi và thằng Hậu có hai cái thứ duy nhất. Tôi là kẻ duy nhất còn học tiếp tục đại học được, và nó là đứa duy nhất phải về quê làm ruộng. Dẫu cho sống ở nơi xa xôi khó đến đó, Hậu Bảo đôi khi cũng được các bạn hữu đến thăm, và như thể hắn đang ở bất cứ một nơi bình thường nào đó ở Cần Thơ vậy, đang ở nội trú biểu học dày đặc, thường xuyên đá banh. Tôi là người khó đi thăm nó nhất. Hơn thế nữa, 3 tuần nghỉ hè và những ngày nghỉ Tết, người ta về quê, còn tôi thì lên Bảo Lộc để phụ làm trong một cái lò nem chả của thằng bạn học. Lắm lúc tôi còn đi Bảo Lộc khi có một ngày nghỉ, khi có 3 ngày nghỉ để đi thi học, chuẩn bị bài vở thi học kỳ. Tôi cần Bảo Lộc như một người già yếu cần dưỡng khí, như một kẻ bệnh tâm thần cần một nơi an dưỡng vậy. Tôi muốn đi Bảo Lộc bất cứ lúc nào, giống như người ta muốn được xuất viện, một người lính muốn được nghỉ phép, một kẻ ngồi tù muốn được về thăm gia đình. Tôi muốn đi Bảo Lộc bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào, giống như bất cứ ai khác sống xa xứ muốn về quê. Tôi mong muốn là Bảo Lộc như những người hải ngoại mong được về quê hương vậy. May mắn thay, thằng Hậu Bảo không có cô đơn như tôi. Sống chung với một người mẹ già và một người chị dâu quá bụa với 3 đứa cháu nhỏ, nó còn có nhiều thứ, thí dụ như những chàng nông dân trẻ thích nó vì họ thích đá banh, thích uống cà phê để bàn chuyện ruộng nương, thích nghe nó kể chuyện, và dĩ nhiên là thích vì nhậu nhẹt với nó. Họ quý nó vì nó có chữ nghĩa, có những kinh nghiệm sống, và có thể vì cái chất Bảo Lộc đã thấm đậm sâu vào con người của nó nữa. Có bà con bên nội rất đông, vì bà nó là trưởng nam, nó phải lo tổ chức hay phải đi dự rất nhiều đám tiệc dỗ chạp. Làm hội trưởng hội nông dân ấp, nó phải đi họp dự tiệc tùng của các hội viên. Là một chàng trai từng trải, vóc dáng hấp dẫn, ăn nói chậm rõ chững chạc, nó còn có một vài người phụ nữ lợ thì, đàn bà quá bụa đem lòng yêu thương nó, cho nên nó có thể đến với họ bất cứ lúc nào nó muốn. Là một ông thầy giáo làng, nó có nhiều phụ huynh kính mến đó. Có một thằng em trai và một bà chị khá giả thường rước mẹ nó qua Cần Thơ, rồi nó cũng có nhiều lần qua Cần Thơ để rước mẹ nó về. So với tôi thì nó có hơn tôi nhiều thứ lắm, chỉ trừ một thứ, còn được ngồi học trong lớp. Trong một buổi xế chiều còn nắng nóng, bất ngờ biết có được một ngày nghỉ lễ, tôi đã quyết định đi thăm nó.
Xuống xe bên dốc cầu cái vườn nhỏ, lúc trời đã mịt tối. Tôi cứ vội vã đi ngay vào. Khoảng hơn 3 cây số với 16 cây cỏ, tôi mới đến được nhà nó. May cho tôi có hai vị khách bộ hành chia cho tôi một chút ánh sáng từ cây đuốc cầm trong tay khi đi qua vài cầu nhỏ gặp gần. Một cô hỏi tôi: "Anh hai đi đâu gì à? Trễ chảy quá vậy anh hai?" Tôi phải nói dối: "Có công chuyện gấp lắm." Người đi song hành tỏ vẻ thông cảm với tôi: "Chừng nào mà về túi nhà tôi rồi á, tôi kiếm cho anh một cái đuốc khác nha." Cái đuốc là một cái bó lá dừa khô được cột chặt lại. Khi muốn cho nó sáng lên, người cầm đuốc quơ quơ hai ba lượt để nó bắt được không khí và nó bừng lên. Được chỉ bảo như vậy, tôi cảm thấy yên tâm hơn khi một mình bị trong bóng tối đen như mực. Vừa cố đi nhanh, tôi vừa nhắm đếm, cố nhớ số cây cầu đã vừa đi qua. Và nhờ vào ánh lửa, tôi nhận ra cái cổng rào và rọi đường để tránh vấp các hàng đá xanh dắt vào nhà. Giống như căn nhà ba gian to lớn, mái ngói nằm trên nền cao, căn nhà thừa tự của nó. Căn nhà nhỏ mái tôn cũ được dựng tạm vào ngày sau ngày 37 tháng 4 của gia đình nó đã tối đen như mực. Tôi gọi tên nó một cách thảng thốt: "Hậu ơi, Hậu ơi, anh Si nè." Một lát sau có tiếng trả lời yếu ớt của ai đó: "Thành hả? Ra sao nhà, đẩy cửa vô đi con." Tay cầm cái đèn dầu phộng, khói tỏa đen thui, tay lần theo vách lá, tôi tìm được cửa hông. Từ trong cái buồng nhỏ, má nó bước ra: "Sao đi đâu mà giờ này mới tới? Cơm nước gì chứ con?" Tôi chào đáp bà và tôi đáp ngay: "Dạ, xế chiều con mới lên được xe lận, kẹt phà Mỹ Thuận lâu quá nữa bác ba." Đặt cái đèn lên cái bàn gỗ mục nát, bác ba gái run run lắc tay: "Đây thiệt khổ quá, chắc đói bụng lắm mà phải không?" Nghe xong tôi không còn cảm thấy mệt một chút nào nữa cả. Vịnh cánh tay của tôi, bà già chỉ về hướng cái bếp có ba cái lò rèn. Bác ba nói một cách thiệt thà, thương yêu: "Con bưng nồi cơm qua đây, có chén mắm chưng ở trong đó đó, gọt mấy trái chuối chát ra ăn đỡ nha anh Thành. Thằng Hậu với mấy đứa nữa ra ruộng đặt lợp đầu sập tối tới giờ chưa thấy về." Đang bụng đói cồn cào, tôi lẹ làng làm thành ông bà một cách nhanh nhẩu và một mình ngồi xuống nhập việc. Ngay sau khi bác trở vào phòng để nghỉ ngơi, tôi như đang ở ngay trong nhà của chính tôi vậy. Lần đầu tiên tôi theo nó về đây 10 năm trước, bác ba giới thiệu tôi là bạn học của thằng Hậu. Nhưng cái lần kế đó, tôi nghe rõ lời bác nói với mọi người
trong cái ấp này. Thằng này nó là cháu tôi á, bà nội cũng thương tôi như thằng cháu cưng. Nó còn nói bà nội thương mày hơn tao nữa. Có vài lần bà bảo với tôi, ưng bụng đứa nào muốn làm rể con của ai con cứ nói đi, bà nội đứng ra lo cho con hết á. Cơm trắng tinh dẻo mềm lúc đó, dù là cơm nguội, có thể như là mì pakasti của dân Ý, và chén mắm kho cò sót lại trong nồi đó, như thể là một cái lẩu hải sản còn nóng, bốc mùi thơm lừng. Trái chua chát như một miếng bắp cải kim chi, tôi ăn ngấu nghiến đến phát ngán đến mấy lần. Bình trà không còn một chút hơi ấm nào, nhưng nó ngon như một cái ly trà thượng hảo hạng hay một ly bia Đức lạnh teo. Cái đèn dầu phẩm trên bàn tròn siêu vẹo ấy như thể được ai đó đề co biến nó thành cái đèn độc đáo trong căn nhà sang trọng. Một mình một bàn tiệc, tôi vừa ăn vừa suy nghĩ. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, thật nhỏ nhoi. Ta đang hưởng được cái ta đang cần, và ta tự cảm thấy đầy đủ. Đêm ở thôn quê thật vắng lặng, tôi không nghe gì ngoài tiếng côn trùng, tiếng chó sủa từ rất xa vọng lại. Cái bếp lờ mờ ẩn hiện trong khu nhà lá phía sau này, như muốn gợi lên cái nơi tôi muốn được sống chung với mẹ tôi. Gian nhà lá dừa, các cây cột tràm nhỏ khẳng khiu, cái chõng tre ọp ẹp, cánh cửa siêu vẹo là tất cả những thứ tôi đang mơ đấy. Có ai trong nhà kia? Tiếng của thằng Hậu rắn rỏi. Ai trong nhà vậy? Cố gắng nín thinh, lua vội hết những hộp cơm còn sót trong chén. Vừa đặt chén xuống bàn, tôi nghe tiếng reo lên của thằng Sáu Lát. Ủa, là thằng sĩ chứ. Tối hôm đó, nhà thằng Hậu như có một cái tiệc lớn. Hàng xóm chung quanh nghe tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười vang của ba đứa tôi, và cùng với năm thằng bạn nông dân khác, sau đó đã vội vã đến. Dù nghèo, dù ít chữ nghĩa, với tay lắm chân bùn, quần áo nhiễm phèn, vàng như ngải, họ có trong lòng những thứ mà tôi rất quý mến. Cái trong sạch, tinh khiết, thật thà chất phác và đồng hậu, những thứ mà tôi ít thấy trong những người khác lắm.